Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do pháp tánh nên biết như thật, tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do pháp tánh nên biết đúng như thật, tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ trong pháp tánh còn không có sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, huống gì có tâm tập trung hay phân tán của các hữu tình có thể đắc ư. Như vậy, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do pháp tánh, nên biết như thật, tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do chấm dứt xa lìa sự ô nhiễm, do đoạn diệt, do tịch tĩnh, do viễn ly, nên biết rõ tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do chấm dứt xa lìa sự ô nhiễm, do đoạn diệt, do tịch tĩnh, do viễn ly, nên biết rõ tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thật, biết rõ tánh trong sự chấm dứt, sự xa lìa ô nhiễm, sự đoạn diệt, sự tịch tĩnh, sự viễn ly, vân vân, còn không có sở hữu, bất khả đắc, huống chi lại có tâm hữu tình tập trung hay phân tán mà có thể đắc ư. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do chấm dứt xa lìa sự ô nhiễm, do đoạn diệt, do tịch tĩnh, do viễn ly, nên biết như thật tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên biết rõ các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham sân si, nhưng thật tánh chẳng có tâm tham sân si, cũng chẳng có tâm lìa tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật ấy, tâm và tâm sở pháp còn không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Huống chi có tâm tham sân si và tâm lìa tham sân si để có thể đắc ư. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên biết rõ như thật các loài hữu tình kia lìa tâm tham sân si, nhưng thật tánh không có tâm lìa tham sân si và chẳng có tâm tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật tâm và tâm sở pháp còn không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Huống chi có tâm lìa tham sân si và tâm tham sân si để có thể đắc ư. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham sân si, hoặc chẳng tham sân si, hoặc chẳng xa lìa tâm tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm này chẳng hòa hợp. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia lìa tâm tham sân si, hoặc chẳng xa lìa tâm tham sân si, hoặc chẳng có tâm tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm này chẳng hòa hợp. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm rộng rãi của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm rộng rãi của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm rộng rãi của các loài hữu tình kia chẳng rộng chẳng hẹp,
không tăng không giảm, chẳng đến chẳng đi. Vì sao? Vì tự tánh của tâm rốt ráo xa lìa, hoàn toàn vô sở hữu và bất khả đắc. Thì cái gì rộng hẹp tăng giảm đến đi như vậy? Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm rộng rãi của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm quảng đại của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm quảng đại của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm quảng đại của các loài hữu tình kia, chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng trụ chẳng biến, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì sao? Vì tự tánh của tâm rốt ráo xa lìa, hoàn toàn vô sở hữu và bất khả đắc. Vậy thì cái gì lớn nhỏ đến đi, sanh diệt trụ biến nhiễm tịnh? Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm quảng đại của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia, chẳng có lượng, chẳng vô lượng, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng đi, chẳng không đi. Vì sao? Vì tự tánh của tâm rốt ráo xa lìa, không còn lậu hoặc, không nương tựa. Như thế sao có thể nói có lượng hay vô lượng, có trụ hay không trụ, có đi hay không đi? Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia đều không có tướng tâm. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả tâm là không. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc, không thể thấy của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc, không thể thấy của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc, không thể thấy của các loài hữu tình kia. Năm loại mắt chư Phật đều không thể thấy được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả tâm đều là không. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc, không thể thấy của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc co, hoặc duỗi. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc co, hoặc duỗi? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, xuất hiện, mất đi, co duỗi là dựa vào sắc thọ tưởng hành thức mà sanh. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc co, hoặc duỗi, nghĩa là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, xuất hiện, mất đi, co duỗi đều dựa vào sắc cho đến thức.
chấp ngã và thế gian hoặc thường hoặc vô thường, hoặc cũng thường cũng vô thường, hoặc chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Nương vào sắc cho đến thức, chấp ngã và thế gian hoặc hữu biên hoặc vô biên, hoặc cũng hữu biên cũng vô biên, hoặc chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Nương vào sắc cho đến thức, chấp Như Lai nhập diệt rồi, hoặc có hoặc chẳng có, hoặc cũng có cũng chẳng có, hoặc chẳng có chẳng chẳng có. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Nương vào sắc cho đến thức, chấp mạng hoặc chính thân mình hoặc thân người khác. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện hoặc mất đi, hoặc co hoặc duỗi. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc thọ tưởng hành thức? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc thọ tưởng hành thức đều giống chân như, không biến đổi, không phân biệt, không tướng trạng, không cảnh giác, không hí luận, không sở đắc. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc thọ tưởng hành thức, đồng thời cũng như thật biết tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, xuất hiện, mất đi, co duỗi, đều giống chân như, không biến đổi, không phân biệt, không tướng trạng, không cảnh giác, không hí luận, không sở đắc. Thiện hiện nên biết chân như của tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình, hiện mất co duỗi tức là chân như của năm uẩn, chân như của năm uẩn tức là chân như 12 xứ, chân như 12 xứ tức là chân như của 18 giới, chân như của 18 giới tức là chân như của tất cả pháp, chân như của tất cả pháp tức là chân như của 6 pháp ba la mật đa, chân như của 6 pháp ba la mật đa tức là chân như của 37 pháp bồ đề phần, chân như của 37 pháp bồ đề phần tức là chân như của 16 không, chân như của 16 không tức là chân như của 8 giải thoát, chân như của 8 giải thoát tức là chân như của 9 định thứ đệ, chân như của 9 định thứ đệ